Ngon. Hôm nay mình sẽ sâu giọng nhưng thì mình sẽ thử xem là lúc mình chơi như này thì lúc mình chơi ấy, là mình đã thích màu xanh không được kiềm chế được nên là mình làm nhân vật nào cũng màu xanh hết cho nó. Này, tóc này này hồi xưa thích tóc dài á nhưng bây giờ thì tóc dài hơi bánh bèo. Nhưng mà nhiều bạn tóc dài cũng để tóc ngầu á. Nên tóc này. Không. Hồi xưa mình để tóc này cơ. Mấy tóc dễ thương là mình xô vào hết. Tất nhiên là màu xanh rồi. Tại vì mình vừa mới nói là mình màu xanh hồi xưa mà. Nhân vật xanh lè đến nỗi mà xanh từ đầu đến chân. Tất nhiên là phải ngầu, vừa dễ thương vừa ngầu ấy, người ta mới thấy lạ đấy nhá. Buộc tóc xong vẫn buộc tóc tiếp, thế nó phải cực kỳ cũ quá. Hộp tóc thì phải dễ thương, tóc dễ thương này hả, thì mắt cũng phải dễ thương, mắt mắt xinh gái nè. Trời ơi. Ok. Một cái khúc đó. Ok, mắt thay màu nha mọi người. Mắt này phải màu tím thì mắt này là một đoạn. Ok bây giờ thì cái này là cái gì đâu, mình biết rồi nha. Hồi xưa mình chưa biết màu tím là cái gì nhưng mà bây giờ mình biết rồi, cho nó ngồng ngồng quay. Ok. Bây giờ là đâu quá. Mua đồ ạ nè. Không cần, nhưng mà thôi vẫn cho. Ok, bây giờ là sẽ là ủa là cái gì ta? Tôi quên nhân vật cái váy đó. Nhưng mà váy mà nó bên trong là quần dài thì hơi kỳ cục quá. Nè. Ok. Hay váy đen đi chứ mình thấy mặc váy mặc áo trắng mà cho váy trắng thì hơi kỳ. Ok, bây giờ là sẽ chờ. Ủa đi giày hay là giày cao hay là giày ngắn? Đây. Tất nhiên là giày trắng. Ok, hồi xưa mình chưa biết chỉnh đầu to. Phải ngầu nha. Đúa mọi người. Cổng này như là chặt thịt lợn hả? Ôi, tôi đâu có phải chiến binh đâu mà tôi phải cầm này. Tên hả? Ok. Bây giờ, còn đây là lúc chơi ạ. Hình như là lúc chơi một lâu tí ấy.
Ok, lâu tí con dùng cái tóc này nhá. Nhưng mà vẫn phải buộc tóc. Đùa. Nô tỷ quả. Của alo. Ok. Lâu tí thì mình đã tìm được cái màu tóc này rất là đẹp nha. Màu tóc thường sử dụng á. Đẹp. Ok. Thăm. Trời ơi. Ok, bây giờ mình sẽ làm gì ta? Cái răng này trông thật đẹp. Tôi chả hiểu sao lại cập nhật thêm cái mồm này nữa. Đúng là mồm lèo mà. Tôi lấy một cái này cho đi. Thật là hay. À, sao hơi kỳ cục đó. Ok. Mình tàn thấy là chưa tàn nhau rồi tàn cho mấy vì xấu xí trong phim gacha nhưng mà thấy cái này cũng đẹp mà tàn nhau cũng đẹp thôi trời ơi. Ok, váy thì mình đã biết là cách sử dụng rồi, mình không mình làm dùng váy nha, không thèm dùng váy nữa đâu. Hai cái này thôi. Ok, cái này đi. Còn đâu thì cái giày tất nhiên là sẵn mới có bà ít chiếc ấy nhỉ. Thôi dùng tạm đôi này nhỉ. Ít nhất là cũng có đồ này để học. Học. Không dùng vậy nhá. Ủa cái này khăn tay. Tóc như nào ta? Mọi người thì tóc làm đẹp nhất. Hôm mà cái áo mình chia cho màu. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Áo Việt Nam này. Quá đẹp. Sao thôi kệ. Ok. Xong rồi. Chơi lâu tí nha. Còn lâu thì chơi hiện tại. Hiện tại sao ta? Hiện tại như thế nào đó. Ok. Hiện tại chắc cho nó lớn lại đi. À, hiện tại mình đã làm rất nhiều rồi.
khi tôi tóc xanh nó coi gì. Ok. Xong rồi mắt mắt cũng xanh hai màu màu này đi. Ok. Sao cái mũi đi. Ok. Tôi. Ok. Ảo thật ra mình có thể chặn cái này. Ơ. Đây rồi. Ai à, dù cái áo choàng vào trong kinh. Kinh nó làm gì? Tự nhiên đầu con này to á. Ai cho nó đứng này.